Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đến với bài tập ngày 13 trong chuỗi bài tập yoga duy trì. Bài tập của chúng ta ngày hôm nay có chủ đề là kéo giãn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu vào buổi tập ngày hôm nay. Rồi, các bạn hãy ngồi thật thoải mái trên thảm. Hai tay đặt lên đầu gối của mình. Cùng khép nhẹ đôi mắt lại. Thả lỏng cơ mặt. Thả lỏng hai vai. Cùng cảm nhận hơi thở của mình. Hít vào. Bụng phình căng lên. Thở ra, xếp sâu bụng xuống. Chít vào. Bụng phình căng. Thở ra, xếp sâu bụng lại. Hít vào. Bụng phình căng. Thở ra, xếp sâu bụng xuống. Hít vào. Thở ra. Hít thật sâu. Thở ra hết. Cảm nhận nguồn năng lượng từ hơi thở của mình. Cùng đưa hai tay chấp nhẹ về trước ngực. Và cùng chào nhau. Namaste. Rồi. Từ đây chúng ta cùng hít vào, hai tay vươn lên cao. Đan tay của mình. Mở căng lồng ngực ra. Giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1 thở, tay đặt lên gối hoặc tay đặt xuống sàn. Phun dài lưng, lập người xuống. Hạ nhẹ cầm xuống. Hít thở đều. 3 2 1 Tiếp tục hít vào, vươn người lên cao. Hai tay đan lại. Mở căng lồng ngực của mình. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Thở hạ tay xuống. Vươn dài lưng gập người về trước. Hít thở đều. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Tiếp tục cùng hít vào, hai tay vươn lên cao. Vươn căng hai tay của mình lên. Mở căng lồng ngực. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Thở hạ tay xuống. Vươn dài lưng gập người về trước. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1 Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra cùng hạ tay xuống sàn. Hai tay đan lại, xoay cổ tay của mình. 1 2 3 4 5 và ngược lại. 5 4 3 2 1 Rồi lúc này chúng ta cùng nhẹ nhàng duỗi hai chân của mình ra. Cùng rung lắc nhẹ hai chân. Rồi hai bàn chân tách bằng 2 mét vào. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở tay phải ra sau mông phải. Hít nâng mông lên, vươn tay trái qua đầu. Mở căng lồng ngực, giữ ở đây 5 4 3 2 1 Thở hạ mông xuống. Vươn dài lưng gập người về trước. Giữ ở đây 3 2 1 Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở tay trái ra sau mông. Hít nâng mông lên, vươn tay qua đầu. Giữ ở đây 5 4 3 2 1 Thở hạ mông xuống. Vươn dài lưng gập người xuống. Hít thở đều. 1 2 3 4 5 Hít vào, hai tay vươn lên. Thở tiếp tục, tay phải ra sau mông phải. Hít nâng mông lên, vươn tay trái qua đầu giữ. 5 4 3 2 và 1 Thở hạ mông xuống. Vươn dài lưng gập người về trước. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1 Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở tay trái ra sau mông trái. Hít nâng mông lên. Vươn tay phải qua đầu. Giữ ở đây 5 4 3 2 và 1 Thở hạ mông xuống. Vươn dài lưng về trước gập người xuống. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1 Tiếp tục cùng hít vào, hai tay vươn lên. Thở tay phải ra sau mông.
Khít nâng mông lên vươn tay trái qua đầu giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1 thở hạ mông xuống. Vươn dài lưng gập người về trước, hít thở đều. 5 4 3 2 1 hít vào tay vươn lên cao. Thở hạ tay trái ra sau mông. Khít nâng mông lên vươn tay qua đầu. Giữ ở đây hít thở đều 5 4 3 2 và 1 thở hạ mông xuống. Vươn dài lưng gập người về trước. Giữ ở đây 1 2 3. Đứng này chúng ta cùng duỗi chân của mình ra. Rồi, vẫn co chân lại. Hít vào hai tay vươn lên ngang. Thở bạn xoắn ra sau sang bên. Đi hết vai trái của mình xuống. Rồi, giữ ở đây 3 2 và 1 co chân của mình lên. Lúc này chúng ta tách chân sang hai bên. Tốt thì đi chân thấp về gần sàn. Giữ ở đây 1 2 3 4 5. Rồi hít vào hai tay vươn lên cao. Hai tay vươn lên. Thở đổi bên, bạn xoắn ra sau sang phải. Đi hết tay vai phải xuống. Hai chân tách lên cao. Rồi nếu tốt hơn thì tách chân rộng hơn. Giữ ở đây 1 2 3 4 5. Thở hạ chân xuống. Tiếp tục cùng hít vào hai tay vươn lên. Vươn tay lên cao. Thở bạn xoắn ra sau sang bên trái. Đi hết tay vai trái xuống. Rồi hai chân lên cao. Rồi tách chân sang hai bên. Giữ ở đây 5 4 3 2 1. Hạ chân xuống. Hít vào hai tay vươn lên cao. Thở ra đổi bên một lần nữa. Đi hết tay vai phải xuống. Hai chân lên cao. Tách chân sang hai bên giữ ở đây. 1 2 3 4 5. Hạ chân của mình xuống. Hít vào hai tay vươn lên. Thở hạ tay xuống sàn. Duỗi thẳng chân của mình. Hai chân duỗi. Hít vào tay vươn lên cao. Đan tay mở căng lồng ngực của mình. Giữ ở đây 3 2 1. Thở tay đặt trước đùi. Rồi vươn dài lưng. Gập người xuống. Hạ ngực kèm xuống. Giữ ở đây. Hít thở đều. Cảm giác sự ăn cơ chân của mình. 4 3 2 và 1. Hít vào. Dưới người của mình lên. Tay lên. Giữ ở đây. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1. Thở hạ tay xuống. Dưới ngực vươn dài lưng gập ngoài xuống. Hít thở đều. 5 4 3 2 1. Tiếp tục hít vào tay vươn lên cao. Đan tay lại mở căng lồng ngực của mình. Giữ ở đây 5 4 3 2 1. Thở hạ tay xuống. Tiếp tục vươn dài lưng. Gập người xuống hít thở đều. 5 4 3 2 1. Hít vào hai tay đưa lên cao. Thở ra hạ tay của mình xuống sàn. Khép chân lại. Khép chân lại rung lắc nhẹ hai chân của mình. Rung rinh hai chân. Hít thở đều. Hít thở đều. Từ đây chúng ta cùng trở về tư thế cái bàn. Hít vào dấn ngực nâng cảm vươn dài cơ cổ của mình. Mở căng lồng ngực ra. Thở ra cuộn lưng. Hóp thật sâu bụng mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục hít vào dưới ngực nâng cằm. Vươn dài cơ cổ của mình. Giữ ở đây hít thở đều 5 4 3 2 1. Thở ra cuộn lưng lại. Hóp thật sâu bụng mắt nhìn xuống rốn. Tiếp tục hít vào dưới ngực nâng cằm. Vươn dài cơ cổ của mình. 5 4 3 2 1. Thở ra cuộn lưng lại. Hóp thật sâu bụng mắt nhìn xuống. Tiếp tục cùng hít vào dưới ngực nâng cằm. Vươn dài cơ cổ của mình. 5 4 3 2 1. Thở ra cuộn lưng lại. Hóp thật sâu bụng. Rồi bấm mũi bàn chân mông lên cao. Chỗ mặt.
chìm sâu vai xuống, hít thở đều, hít vào đá chân trái ra sau đi, giữ ở đây 5, 4, 3, 2 và 1, bước từ từ chân trái về giữa hai bàn tay của mình, hạ đầu gối chân sau xuống, hít vào hai tay vươn lên cao, giữ ở đây hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ tay xuống sàn. Duỗi thẳng chân trước, gấp cổ chân lại. Gấp cổ chân lại, vươn dài lưng, bò tay về trước. Kéo giãn hết cơ chân của mình vào lưng dưới. 5, 4, 3, 2, 1. Từ đây hạ kiểu tay trái của mình xuống. Vươn tay phải lên ra. Giữ ở đây. Hít thở đều. 1, 2, 3, 4, 5. Thở hạ tay của mình. Trùng đầu gối chân lại, cùng bước chân ra sau về tấm ván nhà, giữ ở đây hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1, thở hạ đầu gối xuống, hạ ngực cầm 8 điểm trở ra, hít vào truyền người lên, rắn hổ mang đẩy ngực nâng cầm, thở bấm mũi bàn chân mông lên chỗ mà, chìm sâu vai xuống, hít thở đều. Hít sâu, thở ra, hít vào đá chân phải ra sau lên, giữ ở đây 5, 4, 3, 2 và 1, bước từ từ chân phải về giữa hai tay của mình, hạ đầu gối chân sau xuống, hít vào hai tay lên cao, giữ ở đây hít thở đều, 5, 4, 3, 2, 1, thở hạ tay xuống, kéo mông ra sau, gấp cổ chân phải lên, giữ ở đây hít thở đều, hít sâu, thở ra, 5, 4, bỏ hai tay về trước, 3, 2 và 1, hạ cùi chỏ tay phải vào bên trong, rồi hít vào tay trái vươn lên nha, giữ ở đây hít thở đều, 1, 2, 3, 4, 5, thở hạ tay xuống, trùng đầu gối trên phải lại. Cùng bước chân ra sau về tấm ván qua. Giữ ở đây hít thở đều. 5, 4, 3, 2 và 1, thở hạ đầu gối xuống. Hạ ngực cầm 8 điểm chạm sàn. Hít vào chườm người lên. Rắn hổ mang đẩy ngực nâng cầm. Thở bấm mũi bàn chân mông lên chỗ úp mọc, chìm sâu vai xuống. Hít thở đều ở đây. Hít sâu. Thở ra, hít vào, thở ra thêm, hít thật sâu, thở ra là chúng ta trùng đầu gối của mình xuống, trùng đầu gối xuống, rồi, từ đây chúng ta cùng nhẹ nhàng duỗi thẳng chân phải về trước, lúc này gài chân trái của mình lên vai trái, gài chân trái lên vai trái, tay phải nắm vào giữa lòng bàn chân, tay trái sang ngang, vuốt căng mũi chân, kéo chân của mình lên cao, giữ ở đây hít thở đều, 5, 4, 3, 2 và 1. Lúc này nếu như chúng ta tốt hơn thì sẽ di chuyển tay trái của mình sang bên phải, rồi lực dồn vào tay trái, trùng nhẹ khuỷu tay, nghiêng người sang bên phải, từ từ hạ người của mình xuống, tay trái kiểm soát trọng lượng của cơ thể, rồi nhẹ nhàng kéo chân xuống, rồi tốt, lúc này tay trái vươn lên cao, hướng lên trần nhà, giữ ở đây. 1, 2, 3, 4, 5. Rồi hạ chân của mình xuống, nhẹ nhàng trở về. Rồi, tiếp tục duỗi chân trái, co chân phải lên, hít vào hai tay vươn lên cao. Thở ra luồn sâu tay phải của mình xuống dưới đùi phải, gài chân phải lên, tay phải. Tay trái kéo chân của mình, tay phải sang ngang, giữ ở đây, hít thở đều, 1, 2, 3, 4, 5, di chuyển tay phải sang bên trái, rồi, trùng nhẹ tay phải của mình xuống, rồi, nay chúng ta nhẹ nhàng kiểm soát trọng lượng cơ thể của mình, rồi từ từ hạ cơ thể xuống, rồi vươn tay phải của mình lên cao, giữ ở đây hít thở đều, 1,
2 3 4 5 rồi thoát thế. Hít vào, chúng ta cùng trở về. Hai tay lên, vươn dài lưng đẩy ngực nâng cằm, kéo giãn cơ thể của mình. Hít thở đều. 5 4 3 2 và 1 thở hạ tay xuống. Hít thở đều. Tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở nghiêng người sang bên phải. Vươn căng hai tay bấm chặt mông xuống, giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1 hít vào trở về giữa. Thở ra đổi bên, giữ hít thở đều. 5 4 3 2 1 hít vào trở về. Thở ra tiếp tục nghiêng người sang phải. Vươn căng tay trái giữ ở đây. 5 4 3 2 1 hít vào trở về. Thở ra đổi bên giữ. 5 4 3 2 1 hít vào về giữa. Thở hạ tay xuống. Rồi. Ngoài chúng ta cùng duỗi chân của mình ra. Gấp cổ chân lại. Gấp cổ chân lại. Hít vào tay vươn lên nhà. Thở vươn dài lưng gập người xuống. Gập người theo khả năng của mình. Gấp cổ chân lại. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở vươn dài lưng gập người xuống. Hít thở đều ở đây. 5 4 3 2 1 tiếp tục cùng hít vào, hai tay vươn lên cao. Vươn căng hai tay của mình lên. Thở vươn dài lưng gập người về trước. Giữ ở đây, hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào, tay vươn lên cao. Rồi gập người về trước một lần nữa. Hít thở đều. Giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1 Hít vào, tay lên. Thở ra, tay xuống. Rồi. Từ đây chúng ta cùng nhẹ nhàng nằm ngửa xuống. Hai tay nắm vào hai ngón chân cái. Duỗi chân sang hai bên, tách chân sang hai bên. Duỗi thẳng đầu gối của mình. Rồi gấp cổ chân lại. Giữ ở đây, hít thở đều. 1 2 3 4 5 Rồi nhẹ nhàng co chân lại. Rồi rung rinh chân sang hai bên. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Rồi nhẹ nhàng hít vào, vươn hai tay qua đầu, duỗi căng mũi chân, kéo giãn toàn bộ cơ thể của mình. Hai tay sang ngang, co đầu gối chân phải, di chuyển đầu gối phải sang bên trái, nhấn đầu gối, nhấn vai phải xuống. Hít thở đều, giữ ở đây. 5 4 3 2 và 1 hít vào trở về. Thở ra đổi bên, co chân trái, di chuyển chân trái sang bên phải, nhấn đầu gối vào vai xuống. Hít thở đều. 5 4 3 2 1 Hít vào về giữa. Rồi nhẹ nhàng hai chân tách sang hai góc thảm, ngửa hai lòng bàn tay, cùng khép nhẹ đôi mắt, hướng sự tập trung vào hơi thở vùng bụng, thả lỏng toàn bộ cơ thể. Hít vào, bụng phình căng lên. Thở ra, xịt sâu bụng xuống. Hít vào, bụng căng tròn lên. Thở ra, xịt sâu bụng lại. Hít vào, bụng phình căng. Thở ra, xịt sâu bụng xuống. Hít vào, bụng căng tròn. Thở ra, xịt sâu bụng lại. Hít vào thật sâu.
Thở ra thật trọng. Từ đây chúng ta cùng nhẹ nhàng duỗi chân của mình, vươn hai tay qua đầu, duỗi căng mũi chân, kéo giãn toàn bộ cơ thể, thu chân trái về gần mông, nghiêng người sang bên phải và từ từ ngồi dậy. Rồi, vừa rồi là bài tập ngày 13 trong chuỗi bài tập yoga duy trì, hy vọng sẽ là một bài tập bổ ích dành cho các bạn. Và đừng quên sau khi xong hãy comment phản hồi với các bạn. Và cũng đừng bao giờ quên đăng ký kênh YouTube Yoga cho người bắt đầu, nhấn vào chuông để chờ đợi các clip tiếp theo. Nếu bạn muốn theo các video dài, muốn được tập các clip dài thì các bạn tiện tham gia vào lớp học Yoga online qua Zoom, đường link bên dưới nhé. Tạm biệt.